Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký tài khoản và xác minh KYC với cái sàn giao dịch XT.com. Thì sắp tới đây XT.com sẽ tung ra một số cái event cũng như là Aerobe nên là chúng ta đăng ký sớm để các bạn hôm sau chúng ta sẽ tiện tham gia hơn. Ngoài ra thì XT.com hiện tại cũng đang hỗ trợ rất là nhiều các cái cặp giao dịch khác nhau. Và đây là một cái sàn giao dịch mà anh em có thể sử dụng để mua những cái đồng coin Mimicoin hay là những cái đồng coin tiềm năng mà chưa được list lên những cái sàn lớn. Đó thì mình thấy hiện tại trên XT.com cũng đang hỗ trợ khá là nhiều đồng coin, list khá là nhiều đồng coin mà chúng ta có thể tìm hiểu trên này. Hiện tại thì XT.com đang được xếp hạng thứ 31, top 31 những cái sàn giao dịch lớn ở trên CoinMarketCap. Đấy thì anh em có thể vào cái trang CoinMarketCap để chúng ta xem được là những cái thông số như là thanh khoản trung bình này, rồi lượng truy cập hàng tuần, thị trường, những cái đồng coin hiện tại đã hỗ trợ ở trên sàn và những cái đồng tiền pháp định hiện tại đang hỗ trợ ở trên sàn. Đó. Thì cái sàn này thì để đăng ký được thì anh em sẽ cần phải nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả của video. Đây là một cái sàn giao dịch nhá. Và nó cho phép chúng ta giao dịch future, giao dịch spot. Đấy, và ngoài ra các bạn cũng có thể là stake để chúng ta có thể kiếm thêm lợi nhuận. Có rất là nhiều tính năng ở trên này. Ok, thì lát nữa khi mà đăng ký xong mình sẽ vào cái giao diện để mình review cho các bạn sâu hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần sign up. Ở phần này thì các bạn có thể đăng ký bằng hai cách. Đầu tiên là chúng ta sử dụng email, thứ hai là các bạn sử dụng số điện thoại. Đấy, nếu các bạn sử dụng email thì đầu tiên là chúng ta sẽ điền email. Dòng thứ hai các bạn sẽ điền tạo cho mình một cái mật khẩu. Dòng thứ ba các bạn sẽ nhập lại mật khẩu một lần nữa. Dòng thứ tư thì các bạn sẽ click vào đây. Sau khi các bạn click vào thì chúng ta sẽ kéo cái con này để nó khớp với cái hình này là ok. Rồi, và tiếp theo là nó sẽ hiện lên cái phần get code ở đây thì các bạn sẽ nhấn kích vào cái phần get code. Thì sẽ có một cái mã code được gửi về cái email hoặc là cái số điện thoại đăng ký của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành mở cái email ra. Chúng ta sẽ nhập cái mã code vào đây. Và các bạn tích vào cái phần đã đồng ý với các điều khoản điều kiện và nhấn vào phần sign up. Còn ở cái phần mã mời thì các bạn có thể nhập cái mã mời mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể nhập vào để ủng hộ mình. Ok, thì sau khi các bạn nhấn vào sign up thì nó sẽ tự động đăng nhập vào cái tài khoản xt.com cho các bạn. Ok, thì các bạn có thể thấy đây chính là cái giao diện chính của cái sàn XT.com. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là những cái sự kiện, những cái đồng coin sắp list, đã list lên những cái sàn giao dịch này. Đó, ngoài ra thì sẽ có những cái sự kiện thì nó cũng sẽ hiện lên ở cái phần thumbnail ở đây. Thì các bạn có thể kích vào để chúng ta xem thêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh tài khoản. Thì bây giờ các bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng hình người của chúng ta phía trên góc phải màn hình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có cái phần tài khoản của chúng ta thì các bạn nhấn vào cái phần là Identification. Đấy, thì sau khi các bạn nhấn vào thì đây chúng ta sẽ thấy có cái phần xác minh của chúng ta. Thì khi mà các bạn đăng ký tài khoản xong thì chúng ta đã có thể là thực hiện những cái lệnh nạp root vào rồi. Tuy nhiên thì để tăng cái hạn mức cũng như là bảo mật cho cái tài khoản của chúng ta thì các bạn nên KYC. Ok, thì đây hiện tại các bạn thấy là mình hiện tại đang ở level 0, tức là mình chưa KYC. Thì ở đây các bạn nhấn vào phần Verify Now. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Việt Nam. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là 84 là Việt Nam nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải điền những cái thông tin cá nhân. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn tiếp vào cái phần là chọn giấy tờ. Thì đây chúng ta sẽ có các cái thông tin. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bằng lái xe của chúng ta để chúng ta có thể KYC. Ok, thì đây mình sẽ chọn vào cái phần ID card, tức là cái căn cước công dân của chúng ta là cái phổ biến nhất. Đó, thì mình sẽ chọn vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền tên đó và số chứng minh nhân dân của chúng ta. Các bạn điền tên thì các bạn lưu ý chúng ta viết tên, viết hoa có dấu giống như cái chứng minh nhân dân của chúng ta. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ điền cái số chứng minh nhân dân của chúng ta ở đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tải lên các cái hình ảnh. Đầu tiên là ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân. Tiếp theo là ảnh mặt sau và cái cuối cùng là ảnh chúng ta, ảnh mặt chân dung của chúng ta cầm chứng minh nhân dân. Và các bạn ghi một cái chữ, các bạn có lấy một tờ giấy ra chúng ta ghi là XT cộng với ngày mà chúng ta đăng ký thực hiện cái phần KYC này. Đó. Thì sau khi mà các bạn đã điền đầy đủ các cái thông tin cũng như là các bạn đã KYC thành công, là chúng ta đã tải những cái ảnh lên thành công, thì chúng ta sẽ nhập lại mật khẩu của chúng ta một lần nữa. Sau đó các bạn nhấn vào phần Submit để chúng ta hoàn thành.
Ok, và sau khi các bạn nhấn vào Submit thì nó sẽ hiện lên cái phần Done như thế này, tức là chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ quá trình này thì các bạn sẽ đợi nó làm tự động, chúng ta sẽ mất tầm khoảng 2 ngày để nó kiểm tra. Thì sau khi nó kiểm tra thành công thì chúng ta sẽ gọi là các bạn đã xác minh thành công. Thì khi mà các bạn xác minh thành công ấy, thì nó sẽ tăng những cái hạn mức cho chúng ta. Ví dụ như hạn mức nạp vào thì nó sẽ tăng lên. Đó. Đấy, ví dụ như lên level 1 thì chúng ta sẽ được tăng hạn mức rút mỗi ngày là 500 đô và deposit vào mỗi ngày là không giới hạn này. Đấy. Ở đây là đối với fiat, còn đối với cryptocurrency thì mỗi ngày thì các bạn sẽ rút tối đa được là trị giá 2.000 USDT trên một ngày. Đó, còn nếu các bạn giao dịch với cái khối lượng lớn hơn thì các bạn có thể KYC lên level 2. Đấy, tức là chúng ta sẽ xác minh cái video đó và nó sẽ tăng cái hạn mức lên cho chúng ta. Ok, thì mình sẽ thử vào cái phần level 2 xem thử nhé. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần Very Now này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta quay một cái hình ảnh khuôn mặt của chúng ta. Đấy, nó sẽ yêu cầu các bạn là quay lại cái video khuôn mặt của các bạn và đọc to những cái số có trong ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ quay lại và chúng ta đọc những cái số này. Sau đó các bạn sẽ upload cái video của chúng ta lên đây. Các bạn nhấn vào dấu cộng để upload lên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền lại cái mật khẩu và nhấn vào phần Submit để chúng ta hoàn thành. Đó, thì nói chung là cái phần này thì anh em nào mà giao dịch nhiều thì chúng ta sẽ cần phải KYC level 2. Còn không thì chỉ cần KYC level 1 thì cũng khá là ok rồi. Rồi ok, thì trong cái thời gian mà mình đang đợi xác minh tầm khoảng 2 ngày ấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em thêm một số cái tính năng cách để chúng ta có thể nạp rút vào cái sàn giao dịch này. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ vào cái phần Asset ở phía trên. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được là cái phần nó sẽ hiện lên một cái thông báo như thế này. Thì đây là cái phần nó yêu cầu các bạn tăng cái độ bảo mật, tức là chúng ta xác minh thêm cái mã 2FA ở trên cái tài khoản. Đấy, còn cái phần đó thì mình sẽ để sau nhé. Thì bây giờ để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể nạp rút vào đây để các bạn có thể giao dịch này. Đó, thì khi các bạn nhấn vào phần Asset thì đây nó sẽ chuyển đến cái tài khoản của các bạn. Thì ở tài khoản Asset thì nó sẽ hiện tất cả những cái tài sản của bạn. Thì đây có ở tài sản ở trong ví này, tài sản ở trong phần spot này, tài sản ở trong phần margin, ở trong fiat, ở trong future. Đấy, ở trong phần finance này là mình cũng không biết phần này để làm gì. À, phần này là cái phần kiểu như các bạn để gửi tiết kiệm ấy, staking. Đấy, còn cái phần cuối là phần pool, là cái phần để chúng ta có thể bỏ vào những cái pool để các bạn kiếm thêm lợi nhuận. Đó. Thì ở phần để chúng ta có thể nạp tiền vào để các bạn trade thì các bạn sẽ cần phải chuyển đổi từ cái tài khoản wallet sang cái tài khoản spot. Và để nạp tiền được vào cái tài sản wallet thì các bạn có những cái cách, đó là chúng ta có thể nạp tiền từ những cái sàn giao dịch khác. Ví dụ như các bạn có thể chuyển từ sàn giao dịch Binance lên sàn XT, hoặc là các bạn có thể chuyển từ sàn giao dịch Atlas lên sàn XT. Đó, nói chung là chúng ta có thể chuyển từ những cái sàn giao dịch hoặc là chuyển từ những cái ví khác lên sàn XT này. Thì cái đồng phổ biến nhất mà chúng ta sẽ deposit vào đó là cái đồng USDT. Thì có một cái điểm yếu của cái sàn này đó là nó không hỗ trợ tiếng Việt, nên là khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì các bạn sẽ cần phải biết một chút tiếng Anh. Đó, thì chúng ta mới sử dụng nó mới dễ. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào để nạp USDT thì mình sẽ thử này. Mình sẽ nhấn vào phần Deposit. Ok, đây là phần để nạp nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn thấy nó sẽ hiện lên cái đồng USDT. Và đây các bạn sẽ thấy phần Network. Thì đây chúng ta có thể chọn một trong những cái mạng, như là ở đây hỗ trợ khá là nhiều mạng, như là mạng BSC, mạng HECO, mạng Tron, mạng Ethereum. Đấy, thì đây chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng hai cái mạng chính, đó là mạng BSC và mạng TRC20 thôi. Nếu các bạn nạp từ ví thì chúng ta nên sử dụng mạng TRC20, phí nó khá là rẻ. Ok, thì sau khi các bạn nhấn vào cái mạng lưới thì nó sẽ hiện thị lên cái phần địa chỉ ví cho chúng ta. Đó, thì cái phí nạp rút thì chúng ta sẽ tốn là 1 USDT. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử nạp từ cái sàn Binance lên cái sàn XT xem thử nhé. Ok, thì hiện tại mình đang ở trong sàn Binance. Thì để anh em chuyển qua thì ở trong Binance của anh em sẽ cần phải có USDT nhé. Thì mình sẽ nhấn vào phần rút này. Đấy, nhấn vào gửi tiền mã hóa. Ở đây thì anh em có thể sử dụng cái mã quét QR này. Anh em có thể nhấn vào phần này, chúng ta quét trực tiếp cái mã này luôn. Rồi, sau khi quét xong thì chúng ta sẽ chọn mạng lưới. Thì mạng lưới ở đây anh em cũng chọn là TRC20. Đấy, thì đối với gửi trên Binance thì tối thiểu là chúng ta gửi được 10 đô. Và phí mạng lưới cũng tốn là 1 USDT nhé. Ok, thì mình sẽ rút ở trên sàn Binance về cái sàn XT.com xem thử là khoảng bao lâu. Rồi, xác nhận.
Ok, như vậy là mình đã gửi thành công. Đấy, thì chắc chắn là sẽ tầm khoảng 3 đến 5 phút thì nó sẽ qua thôi. Nói chung thì gửi như thế này thì nó cũng nhanh thôi. Đấy, thì trong quá trình đợi thì mình sẽ vào cái giao diện trading để mình cho anh em xem. Đây, thì anh em thấy là trading chúng ta sẽ có cái phần Standard Spot. Thì các bạn vào đây thì chúng ta sẽ thấy được các cái cặp giao dịch mà hiện tại nó đang hỗ trợ này, khá là nhiều. Đó, ở trên XT thì mình cũng thấy nó liên kết những cái đồng coin này thì nó liên kết thông tin với những cái trang CoinMarketCap hay là CoinGecko. Nên là khi anh em ví dụ như chúng ta muốn xem thông tin về một cái đồng coin nào đó thì các bạn có thể vào phần Assets. Và phần này thì nó sẽ hiện lên những cái đồng coin, thì ví dụ như mình muốn coi xem thông tin của cái đồng này thì các bạn sẽ nhấn vào thì nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến cái trang của CoinMarketCap. Đấy, thì ở trên CoinMarketCap thì các bạn sẽ đọc được một số thông tin ở đây này, có rất là đầy đủ các cái thông tin chi tiết ở trên CoinMarketCap về website, đấy, về white paper, đấy, thông số kỹ thuật của đồng coin đó. Đó, và hiện tại thì sau tầm khoảng 3 phút thì 10 cái USDT của mình thì nó đã gửi qua và trừ đi phí thì còn 9 USDT. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ thực hiện một cái lệnh withdraw về lại cái sàn Binance xem thử là giao dịch có nhanh không nhá. Thì để rút tiền thì anh em cũng sẽ nhấn vào cái phần withdraw, thay cho deposit là chúng ta gửi tiền thì withdraw là các bạn sẽ rút tiền. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần chọn mạng lưới này. Mạng lưới thì đây mình cũng khuyên các bạn chúng ta nên chọn mạng KRC20, phí rẻ và nhanh. Ok, tiếp theo là phần address. Address thì đây các bạn sẽ thấy có một cái phần đó là app address. Chúng ta sẽ cần phải thêm một cái địa chỉ ví vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn mạng lưới này. Thì ở đây các bạn cũng sẽ chọn, ở đây hỗ trợ khá nhiều mạng nhưng mà mình sẽ chọn mạng là TRC20. Đấy, tiếp theo là node. Là ví dụ như các bạn lấy cái ví này của chúng ta ở trên ví Binance chẳng hạn. Đây thì mình sẽ nốt lại, điền tên là ví Binance để hôm sau chúng ta có thể phân biệt được. Chúng ta có thể add một lúc nhiều ví để hôm sau các bạn có thể rút nhanh. Đó, tiếp theo là các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví vào đây, địa chỉ ví muốn rút về. Và cuối cùng là các bạn sẽ điền password. Đấy, cái password đăng ký của chúng ta. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào phần get code thì sẽ có một cái mã code được gửi về cái email đăng ký. Rồi sau đó thì các bạn nhập cái mã code vào đây và chúng ta nhấn vào phần submit. Đấy, thì khi các bạn nhấn vào phần submit rồi thì nó sẽ add vào thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái phần withdraw. Thì các bạn sẽ thấy này, ở phần này chúng ta chọn lại mạng lưới nhé, mình sẽ chọn lại mạng lưới. Rồi tiếp theo address thì các bạn sẽ thấy là có một cái địa chỉ ví nó sẽ hiện lên. Và lúc nãy nếu mà mình note là Binance thì nó sẽ hiện lên ở đây là Binance. Đấy, còn các bạn có thể add thêm những cái sàn khác, ví dụ như là Atlas, Honest. Đấy, thì chúng ta add vào. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ click vào cái địa chỉ ví mà chúng ta muốn chọn. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ rút ở đây, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần on. Đấy, thì các bạn lưu ý là cái lượng rút ở trên sàn xt.com là 50 USDT nhé. Hiện tại mình thấy minimum ở đây là 50 USDT. Ok, rồi sau khi mà các bạn nhập số lượng vào đây rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là nhập password vào. Đó, và sau đó các bạn tích vào phần I agree, là nhấn vào phần submit là xong. Đấy, và phí rút chúng ta cũng sẽ tốn là 1 USDT. Đấy, ở trên sàn này thì min rút nó sẽ cao hơn là tầm khoảng 50 BUSD nhé, 50 USDT nhé. Rồi, và tối đa mỗi ngày thì anh em sẽ rút được, hiện tại mình đang ở level 0 thì mỗi ngày chúng ta sẽ rút được tối đa là 500 USDT. Đó. Ok, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể xác minh giao dịch cũng như là một số các cái thông tin liên quan về cái sàn xt.com. Sắp tới đây thì sẽ có một cái số sự kiện Aerobe về cái sàn giao dịch này thì mình sẽ share cho anh em ở trên channel Telegram cũng như là ở trên kênh YouTube để các bạn có thể tiện chúng ta cập nhật. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.